Hello, xin chào anh phụ huynh. Xuân Sơn, say hello. Hello. What's your name, please? What's your name? What's your name? My name is Trung Dương. Trung Dương. Hello, Trung Dương. How are you today? I'm happy. Happy, I'm happy too. How old are you? Are you 5? Are you 6? Are you 4 years old? How old are you? 6. I'm 6. Okay, you say I'm 6. Let's review the word. Shops. Shop. Shops. Shop. They are shops. They are shops. What are they? What are they? No, I ask you answer. What are they? They are shops. Good. What are they? They are pants. 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 They are pants. They are pants. What are they? They are pants. Good. Shoes. Shoes. They are shoes. They are shoes. What are they? What are they? No. I ask you answer. What are they? They are shoes. What are they? They are shoes. Good. What color is it? It's pink. It's pink. It's pink. Good. What color is it? It's black. Good. It's black. It's black. Good. Đây là các từ đã học trong buổi hôm nay. Tiếp theo là đến hôm khác. Em phát động khác để cho con chơi ở nhà. Mình chơi trò chơi nhá. What is it? It's a jacket. What is it? Backpack. Backpack. What is it? Shirt. Shirt. What color is it? Pink. It's pink. It's pink. What color is it? It's black. What are they? They are shorts. Shorts. What are they? They are pants. Pants. What are they? They are shoes. Shoes. Turn it down, turn them down. So, where is backpack? Where is backpack? No, it's not backpack. Where is backpack? Is this backpack? No. Is this backpack? Yes. Yes, high five. Where is black? Good. High five, Miss Lang. Where is shoes? Shoes. Is it shoes? No. Where is shoes? Is this, are they shoes? Are they shoes? Yes. Yes. High five. Okay, đây là một trò chơi. Trò chơi là con nhớ vị trí của các từ, vị trí của các tranh. Trò chơi tiếp theo. Shoes. Shoes. Pants. Pants. Black. Black. Shop. Pink. Pink. So, close your eyes, please. Close your eyes, no cheating. Close your eyes. No, no, no. Close your eyes, no cheating. Open your eyes. What's missing? Black. Is it black? Yes. Oh, it's black. Very good. Close your eyes, please. No cheating. Open your eyes. What's missing? Shop. Shop? Shop. Is it shop? No. Are they shop? What's missing? Feet. Shoes. Shoes. I know you know that. Shoes. Okay. Đây là trò chơi thứ hai, trò chơi tìm hình biến mất. Thì bạn ấy biết từ này. Bạn ấy biết là cái biến mất nhưng mà em không nhớ được ra cách phát âm của từ đó. Tiếp theo là về worksheet. Hôm nay em phát worksheet cho con về nhà làm. Bạn ấy sẽ làm bài Black Pants. Black Pants. Các con sẽ tô màu black cho cái pants. Yes, pants. Now, pink shoes. Pink shoes. Pink shoes. Mình sẽ tô màu pink cho shoes. Shoes. Pink shoes. Yes, pink shoes. Sẽ tô pink cho shoes.
Tiếp theo bài số 2, con sẽ nhìn từ này, à nhìn hình này, và tô màu ở đây. Orange, yellow, orange. Mình sẽ tô màu gì vào đây nhỉ? Red, yellow. Yes, mình sẽ tô yellow vào đây. Black, red, black. Red. Red, yes. Con sẽ tô màu red vào đây nhá. Yellow, blue, yellow. Blue. Blue, good. Green, pink, green, pink. Green. Green, yes. Bây giờ tô màu nhé con nhé. Bài 3, con sẽ tô màu và nói này. Red. Mình sẽ tô màu red cho cái hat. Mình nói là red hat. Red hat. Để làm bài này, phụ huynh sẽ cho con tô màu red mẫu vào đây. Tô vào cái màu, tô màu đỏ vào đây. Sau đó là con sẽ tự viết là tô màu đỏ vào đây. Tiếp theo là đến orange shirt. Shirt. Orange shirt. Và phụ huynh sẽ con tô màu orange vào đây. Sau con sẽ tự tô màu orange vào shirt. Và con sẽ nói là orange shirt. Black. Black. Pants. Pants. Con tô màu black và pants nhé. Và cái màu này con thích tô màu gì vào shoe cũng được nha. Cái shoe con thích tô màu gì, con thích tô màu gì vào đây? Thích màu đỏ. Red. Thì con sẽ tô red. Red shoes. Ok. Rồi. Vậy là hết bài ngày hôm nay. Thank you.